các bạn, mình là Bảo Hiếu. Mình đang là giáo viên dạy trống của trường âm nhạc Show. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái bộ phận của một dàn trống cơ bản. Thứ nhất là cái trống bass, cái trống bự nhất nằm ở dưới nè. Để đánh vô nó, mình sẽ sử dụng cái pedal để mình đạp vô, kêu như vậy. Thứ hai là cái trống này, là cái trống snare drum. Cái trống này nó đặc biệt hơn những cái trống khác là ở dưới nó có cái sợi dây tem. Nó giống như cái trống đội mà nó gần giống như cái trống đội mà hồi nhỏ mình đi đánh trống đội ở trong trường học. Những cái trống còn lại mình gọi là tom, từ cao đến thấp. Cái thấp nhất mình gọi là floor tom, và symbol thì nó có rất là nhiều loại symbol. Một dàn trống cơ bản thì cũng tùy thôi, mình cần nhiều thì mình đánh nhiều thôi. Cuối cùng là hi-hat, mình phải dùng chân trái đạp giữ và thả nó ra. Thường thì mình sử dụng nhiều nhất là cái trống bass, cái snare và cái hi-hat để mình tạo nên một cái beat giống như vậy. Thông qua cái chia sẻ của Hiếu thì hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm về bộ trống và yêu thích cái bộ môn này. Xin chào.